Sau hàng Nhật đồ điện xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa về được con máy lọc không khí hàng VIP của Panasonic. Sau khi vệ sinh xong, test dọn ok mọi chức năng, lên sóng phục vụ các bác. Đây là một cái con trong phân khúc cao cấp nhất của hãng Panasonic tại thời điểm nó ra mắt các bác nhé. Con này có mã là Panasonic VX70 này, VX70 này, FVX70. Một con máy dòng mặt dâng, hai cánh vẫy hình thức còn rất là đẹp, thức trắng đẹp các bác nhá. Nguyên bản. Nói chung là sáng, trắng. Wow, đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Mặt mũi quay cho các bác xem. Hai bên góc cạnh đương nhiên cũng có những cái vết xước nhỏ các bác nhá, không tránh khỏi những cái vết xước. Nhưng mà nguyên bản thì nó phải là có vết xước vì nó là hàng bãi mà. Trừ khi mang đi sơn lại hết. Đấy. Tổng thể nói chung là rất là đẹp. Hình thức còn khá mới. Hai cánh vẫy các bác nhá, dòng cao cấp nhất đấy, phân khúc máy 70. Mặt sau của chiếc này. Con này sản xuất 2013, 66W. Lại dùng trong phòng khoảng 50m2 đổ lại. FVX70. Con này thì bên em đã đấu điện 220V cho các bác rồi, cắm sẵn điện lưới Việt Nam. Các chức năng khóa trẻ em này. Dưới 3 giây khóa các bác nhé. Dưới 3 giây thì mà hẹn giờ này, chế độ dọn phòng nhanh này, cảm biến ánh sáng này, Eco Navi, điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh hướng, điều chỉnh tốc độ lọc, chỉnh tay nhanh chậm khác nhau, tự động 3 chế độ lọc không khí và buồng tự động, tự do lọc không khí tự động, lọc không khí và buồng tự động. Bình thường dùng thì các bác để trong chế độ này và bật eco là chạy ok nhé. Mặt trước này báo độ ẩm này, hôm nay độ ẩm khá là cao, trên 70%. Đấy, đèn Eco Navi báo bụi mùi này. Đặc biệt là cái phân khúc này có cái mắt phát hiện người, tính năng dò tí phát hiện người các bác nhé. Khi không có người trong phòng, máy sẽ hoạt động theo cách không có người, có người sẽ hoạt động theo một cách riêng. Đấy. Chỉ duy nhất cái tính năng, cái phân khúc cao cấp nhất thì mới có tính năng này. Ở trong phần màng HEPA thì phần màng HEPA này em đã thay mới tinh rồi. Màng HEPA thay mới tinh các bác nhé. Màng này khi mua có giá trị vào 400.000 các bác nhé. Màng than của Panasonic rất là dày này, trên khử mùi rất là tốt. Đây. Một con máy phân khúc cao cấp nhất. Bên đây là phần bình nước buồng này. Khay nước bù ẩm này, màng tẩu ẩm zin, tẩu ẩm zin các bác nhé, không mới lắm nữa, nhưng mà cũng không đến nỗi nào, vẫn còn rất là xốp. Đấy. Đấy, các bác nào thích mua mới em bán đầy, thứ gì đâu, 150.000 một chiếc, nhưng màng này không phải thay các bác nhé, màng này vẫn còn rất là xốp. Đấy, nó chỉ có hơi vàng một chút do bám nước thôi. Đấy, không có vấn đề gì cả. Màng này 150.000 bán đầy, không thiếu. Đấy. Một con máy phải nói là cũng khá là xuất sắc. Con này giờ em bán là giá 3.9 nhé, giá cũng hạ nhiệt hơn trước khối đấy. Và những cái lúc mà như là đợt vừa dịch xong ấy, vừa dịch xong thì con này có giá là 4.5 triệu các bác nhé. Nhưng mà sau khi vài bữa nay thì bắt đầu hàng cũng đã hạ nhiệt hơn rồi, cái tiền vận chuyển nó giảm đi, nhập rẻ hơn, cho nên là cũng bán cho các bác theo cái giá rẻ hơn nhé. Nhập rẻ thì bán rẻ thôi ạ. Giá 3.9 các bác nhé, chưa phí vận chuyển. Bác nào chốt thì các bác alo nhé. Chào các bác.